Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và hôm nay là tiếp tục ra một video về tựa game Wolf Farm nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về trực tiếp những cái gì mà các bạn cần muốn nghe, nó chính là vấn đề rút tiền. Thì mình bắt đầu chơi là từ ngày 1 tháng 2 nha các bạn. Đó, thì tới đây mình rút rất là nhiều lệnh rồi. Thế hôm nay là ngày 10 tháng 2. Thì trung bình mỗi ngày mình sẽ kiếm trên cái con ặc này á, là 250.000 nha các bạn. Đó, đây là ngày nào mình cũng rút đủ 250.000. Để rút đủ 250.000 á thì mình cần phải có đây hai cái táo nha các bạn, hai cái táo 2,5 triệu một cái, năm hai cái là 5 triệu, hai con gà cũng là 2,5 triệu một cái, một con hai con là 5 triệu, cộng lại là 10 triệu. 46 ô đất thường, hai ô đất đỏ thì mỗi ngày mình sẽ thu nhập là 250.000. Đó, lát nữa mình sẽ thu lạc thêm trứng nè, còn 1 tiếng 50 phút nữa, và cái này 54 phút nữa mình sẽ đủ đủ mình rút là 50.000 nha các bạn. Đây rút tiền nè, mình rút của nó là 50.000. Thì bây giờ thì cũng chưa tới tới giờ thu hoạch, cho nên là mình chỉ chiếu sơ các bạn cái doanh thu mỗi ngày của mình thôi. Đây, cái nào mà nó đã ghi thành công là đã tiền về rồi nha các bạn. Đây. Đó, để được 250.000 của mình, 250.000 á hàng ngày á thì mình sẽ tốn hết là tầm 12 triệu nha các bạn. Đó, thì 250.000 á thì được 7,5 triệu một tháng. 7,5 triệu một tháng, tầm bốn mươi mấy ngày chúng ta sẽ hoàn vốn, và sau đó là chúng ta cứ tiếp tục ăn miệng thoải mái. Nếu như chúng ta không muốn tái đầu tư thì chúng ta cứ ăn 250.000 một ngày thôi là quá ok rồi. Ok, thì mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Nhiều bạn cũng đang nghi ngờ cái game này sập hay không, thì mình khẳng định là nó không sập nữa các bạn. Sập thì sẽ không thể nào mà rút được tiền nữa. Mình mới rút nè, 11 giờ trưa nè các bạn, 50.000. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.